Hoàng Vĩnh và Tuyết Oanh mến chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, mấy ngày qua, thông tin lan truyền trên mạng rằng một bệnh nhân được phát hiện dương tính với biến chủng Omicron này bằng kỹ thuật xét nghiệm real-time PCR. Trong khi đó, nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội rao bán rầm rộ các kit xét nghiệm ăn theo, thậm chí là cả kit xét nghiệm nhanh. Thế nhưng, với các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc các loại biến thể gì là vô nghĩa, không cần thiết, chỉ có ý nghĩa cho các nhà làm dịch tễ, nhà nghiên cứu, chính sách. Câu chuyện đáng quan tâm của dư luận này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ cụ thể hơn trong chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Hải Phòng, thanh niên cướp ngân hàng cho bạn gái tiền, mua xe phân khối lớn. Chuyên mục nóng trên mặt báo, phân loại rác, bắt buộc và ý thức. Xôn xao cây mai vàng hơn 50 năm tuổi, được chốt giá 6 tỷ đồng. Máy bán hàng tự động, bán món snack côn trùng. Sáng ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hiền là đối tượng trong đường dây lừa đảo do một đối tượng gốc Phi ở Malaysia cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận thông qua các mạng xã hội như Facebook, Skype hay là các ứng dụng hẹn hò như là Tinder, đối tượng người nước ngoài trong nhóm của Hiền sẽ giả danh những người nước ngoài có công việc sang trọng, thu nhập cao, như phi công, doanh nhân, quân nhân để làm quen, kết bạn và tán tỉnh với những người phụ nữ ở Việt Nam trong một thời gian dài. Sau đó dụ dỗ rằng muốn tặng quà tiền, vàng hoặc nhờ bạn gái giữ giúp. Tuy nhiên, để nhận được những món hàng trên, nạn nhân phải đóng phí hải quan, nhưng thực chất là chuyển tiền vào chính tài khoản của Hiền đã tạo ra để lừa đảo. Nhiều vụ số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, các trinh sát đã bắt được nghi phạm thực hiện vụ cướp tiền tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào chiều 7 tháng 1 vừa qua. Cụ thể, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, ngụ huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên. Công an đang di lý và củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 7 tháng 1, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ việc một nam giới dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau khi gây án, người này ra ngoài cửa hàng, tiếp tục dùng súng uy hiếp và cướp xe máy của nhân viên bảo vệ tại ngân hàng, rồi bỏ trốn trước khi bỏ lại phương tiện tại khu vực cầu vượt Tân Vũ, Lạch Huyện. Sau đó, đối tượng bắt xe ô tô dù đi về nhà ở xã Nghĩa Lộ để chôn một khoản tiền gần gốc đào trong vườn. Ngoài ra, Nam còn đưa một khoản tiền cho bạn gái trước khi lên đường lẩn trốn. Quá trình lẩn trốn, Nam đã dùng tiền cướp được lên Hà Nội để mua một xe mô tô phân khối lớn với giá hơn 700 triệu đồng, di chuyển lên thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rồi tiếp tục đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà nghỉ. Hiện Công an Hải Phòng đã làm các thủ tục để di lý Nam về địa phương phục vụ công tác điều tra. Ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh bị Công an tỉnh này bắt giữ. Đây là đường dây đánh bạc online quy mô lớn với chân rết ở khoảng 10 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Ngọc Hoàng, 30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài qua trang mạng choangc1.club để điều hành đường dây đánh bạc. Giúp sức cho Hoàng còn có 4 đối tượng gồm có Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Mai Thị Thúy Trang và Đào Trí Đại. Ban đầu, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Ngọc Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã chính thức có hiệu lực. Luật quy định việc phân loại rác tại nhà thay vì khuyến khích đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, việc xả rác sẽ tính phí theo khối lượng chứ không theo bình quân đầu người như hiện nay. Vâng, phân loại rác, câu chuyện này không hề mới mà đã được nhắc đi nhắc lại trong những năm gần đây. Thế nhưng, tưởng dễ mà lại khó, bởi nhiều năm qua, các địa phương vẫn loay hoay trong vấn đề này. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã chính thức đưa ra yêu cầu bắt buộc phải người dân sẽ phải phân loại rác. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế tại Hà Nội, rất nhiều người vẫn còn băn khoăn về quy định này. Theo Điều 75 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật thu gom chưa đồng bộ với việc phân loại rác là lý do chính mà nhiều người đưa ra việc chưa thể thay đổi thói quen hàng ngày. Tôi muốn phân từng loại rác một, nhưng mà trong gia đình chúng tôi có phân loại rác, nhưng mà cái thùng rác công cộng thì lại chung tất cả. Nên cái việc thực hiện của khu tập thể chúng tôi cực kỳ khó, riêng cá nhân tôi và tập thể nói chung. Hay tại chung cư này, rác đang đổ chung vào một ống đổ rác, không hề có thùng phân loại. Nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng việc phân loại rác là ở trên TV, báo chí? Hiện nay là chưa đồng bộ thì cứ thí dụ phân ra 3 loại thì vẫn là chui vào cái bể rác này thì không thể phân loại được. Bên cạnh việc phân loại rác tại nguồn, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 cũng quy định về việc thu phí rác thải sinh hoạt dựa trên khối lượng, thể tích thay vì tính phí theo bình quân đầu người như hiện nay. Ai xả càng nhiều rác sẽ phải trả càng nhiều tiền. Mình mới bảo là dùng nhiều rác thì sẽ phải trả nhiều, mà tính theo cân thì mình không hiểu là tính theo cân sẽ kiểu gì. Thế chẳng lẽ là hàng ngày là có một người đứng là cứ đứng ở cạnh thùng rác để là cân hay sao, hay là như thế nào? Chẳng hạn như có những người là những thùng rác, có những người ta kiểu đổ nguyên vật liệu ấy, người ta đổ trộm ấy, thì biết như thế nào? Vâng, như quý vị vừa thấy, người dân còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến những quy định mới về thu gom, xử lý rác sinh hoạt. Qua mốc ngày 1 tháng 1 đã gần nửa tháng rồi, vậy không phân loại rác có bị xử phạt? Việc thu phí rác theo khối lượng đã được áp dụng ngay hay chưa? Vâng thưa quý vị, như vậy quy định bắt buộc các hộ gia đình phải phân loại rác sẽ có lộ trình thực hiện. Thế nhưng, không cần chờ đến khi bị phạt, ngay từ bây giờ hãy bắt đầu thói quen phân loại rác. Vừa bảo vệ môi trường, vừa tận dụng được tài nguyên từ các loại rác có thể tái chế. Vâng, việc phân loại rác đã từng thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh hay câu chuyện tại Đông Anh, Hà Nội sau đây sẽ chứng minh cho việc hoàn toàn có thể thay đổi từ tư duy đến hành động của người dân. Ba loại rác thải được bà Nhị và nhiều phụ nữ tại huyện Đông Anh đang phân loại gồm rác thải là túi ni lông, đồ nhựa, vỏ chai và các loại rác có thể tái chế. Các rác thải hữu cơ từ quá trình chế biến thực phẩm và lấy cây rụng trong vườn, và cuối cùng là rác thải không thể phân loại. Loại rác hữu cơ sẽ được cho vào thùng riêng, dùng các chế phẩm để trở thành phân bón. Hay thứ nhất là các con, các cháu có ý thức cùng làm cái phân loại rác này thì thấy cảm thấy cái vệ sinh của nhà rất là nền nếp, là sạch sẽ hơn. Và thứ hai nữa là những cái rác hữu cơ này được đem ra phân hủy. Phân loại rác thải suốt cả năm qua, bà Yến cũng nhận thấy rõ những lợi ích của hành động nhỏ này. Mỗi ngày, lượng rác hữu cơ trung bình của nhà bà chiếm khoảng 60-70%. 10% là các loại rác khác có thể tái chế. Khi lượng rác hữu cơ đã được xử lý, ủ thành phân, thì lượng rác mang ra bãi rác chỉ còn khoảng 20%. Chưa thực hiện cái phân loại rác này thì mỗi một ngày là chúng tôi phải mang rác cho thợ thu gom một lần. Thế nhưng khi mà thực hiện cái phân loại rác này thì thực sự ra cái rác để mang đi là chúng tôi 3 ngày mới phải mang ra một lần. Hiệu quả thể hiện qua con số, từ tháng 2/2021 đến nay đã có 10.000 hộ gia đình tham gia chương trình trên địa bàn 18 xã thị trấn huyện Đông Anh. Tính đến ngày 30/11/2021, lượng rác thải phát sinh năm 2021 giảm hơn khoảng 12 tấn trên một ngày so với cùng kỳ năm 2020. Tổng lượng rác phát sinh phải mang đến bãi chôn lấp hoặc đốt bỏ bằng việc phân loại và xử lý tại hộ gia đình giảm 50-70%.
Vâng, thưa quý vị, như quý vị có thể thấy rằng là không hề khó để thay đổi thói quen của người dân với rác sinh hoạt. Những chuyển biến và kết quả đạt được từ mô hình thí điểm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội sẽ là bài học để có thể nhân rộng trong thời gian tới. Vâng, một Việt Nam xanh, sạch, đẹp hoàn toàn có thể làm được dựa vào ý thức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Đúng như lời bài hát, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng mà làng hoa truyền thống ở Bình Dương vẫn đang rộn ràng để chuẩn bị vào vụ Tết Nguyên Đán. Mời quý vị cùng theo dõi không khí nhộn nhịp được ghi nhận tại một làng hoa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Những ngày này, không khí tại cánh đồng hoa truyền thống ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lại tất bật, nhộn nhịp. Những người nông dân đang gấp rút chăm sóc các luống hoa để kịp phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng diện tích trồng hoa của bà con nông dân nơi đây không giảm đi đáng kể. Được biết, diện tích trồng hoa năm nay khoảng 10 hecta, năm trước là 13 hecta. Dự kiến vụ mùa năm nay sẽ có khoảng 200.000 cây vạn thọ, hơn 30.000 cây cúc, 6.000 chậu màu gà và các loại hoa khác như hoa hướng dương, lây ơn các tường phục vụ cho thị trường Tết. Anh Ôn Văn Dũng cho biết, năm nay mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng anh vẫn trồng như năm trước. Anh tin bà con vẫn sẽ mua hoa nhiều để xua đi nỗi buồn của một năm đại dịch. Cô bà cho biết, làng hoa truyền thống Tân Ba đã ra đời từ hơn 20 năm nay. Trước đây, do trồng lúa không hiệu quả nên bà con chuyển sang trồng hoa, từ đó cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều. Thưa quý vị, mặc dù còn đến vài tuần nữa mới là cao điểm tiêu thụ chính của hoa địa lan để phục vụ dịp Tết, nhưng hiện tại, nhiều nhà vườn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết hoa địa lan đang nở rộ. Và tại các vùng ven của thành phố Đà Lạt, nơi có truyền thống trồng địa lan thuộc các xã như là Xuân Trường, Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, phần lớn các vườn địa lan đã nở hơn 70%, khiến nông dân phải lo lắng. Do địa lan nở sớm nên hiện các nhà vườn phải cắt bán cành trời với giá khoảng 60.000 đồng trên một cành loại 1, 40-45.000 đồng trên một cành loại 2, hoặc bán nguyên chậu với giá 1,2 triệu đồng trên một chậu loại 3 cành, 1 triệu đồng trên một chậu 2 cành. Trong khi nếu đúng dịp cao điểm mua sắm Tết Nguyên Đán thì giá hoa sẽ cao hơn gấp nhiều lần, từ 300-700.000 đồng trên một cành. Thì cái diện tích để trồng cái vườn địa lan này là khoảng 4.200 m². Hiện giờ cái diện tích mà địa lan để ăn bông á, mà hiện tại mà ăn trực tiếp á là khoảng cỡ 6.000 chậu. Còn cái diện tích mà kế cận để cái lan mà 1 năm tuổi, 2 năm tuổi để năm qua năm thứ 3 có bông ăn á, là khoảng cỡ 5.000 trên 5.000 chậu. Nói chung năm nay cái sản lượng là do năm nay cái sản lượng bông nó ra nó không đều. Chứ thực ra nếu mà cái diện tích mà để chăm ăn Tết năm nay là khoảng 6.000 chậu. Dịch bệnh là cái tình hình đầu tiên cái dịch bệnh Covid. Thứ hai nữa là cái tình hình về cái hoa địa lan nói chung chăm cả năm mà cái về cái sản lượng nó không đạt theo yêu cầu thì cũng ảnh hưởng một số ít về vấn đề kinh tế. Nhưng so với cái vườn ở đây, cái vườn gia đình tôi á, thì với cái sản lượng này thì nói chung nó cũng không làm ảnh hưởng. Không chỉ đối mặt với tình trạng địa lan nở sớm, nông dân Đà Lạt phải chịu thực tế lan hồ điệp Trung Quốc đội lốt hoa Đà Lạt. Năm 2021, giá vật tư sản xuất như phân bón, giá thể, thuốc bảo vệ thực vật cùng các chi phí thuê nhân công tăng nên giá hoa hồ điệp cũng tăng hơn năm trước khoảng 10%. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà vườn tại Đà Lạt xuống giống hoa vụ Tết nhập dần chỉ được khoảng 800 hecta, tức khoảng 70% so với năm 2020. Và bây giờ là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, chúng ta ngày nay đã quá quen thuộc với nút bấm thang máy. Và để có những nút bấm này thì tất nhiên phải có nhà máy sản xuất ra chúng. Vậy nếu quý vị có cơ hội tham quan một nhà máy sản xuất nút thang máy như vậy thì chúng ta sẽ có trải nghiệm như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Shimada Denki Saisakuso là một nhà sản xuất chuyên làm ra các nút thang máy và đèn chiếu sáng theo yêu cầu của các trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện nhà máy này cho phép khách tham quan kiểm tra bộ sưu tập nút bấm khổng lồ. Khách tham quan có cơ hội nhấn không dưới 1.000 nút trong bộ sưu tập trên một màn hình thiết kế đặc biệt. Những chiếc nút có kích thước khác nhau từ nhỏ tới lớn, có hình dạng khác nhau từ hình vuông đến hình tròn hay hình tam giác. Các nút thang máy sáng lên khi được nhấn.
Ý tưởng cho bức tường nút được lấy cảm hứng từ trải nghiệm của cha mẹ với thang máy. Nhiều bậc phụ huynh phàn nàn rằng họ thường gặp vấn đề khi phải thường xuyên nhắc con trẻ ngừng nhấn nút thang máy sáng đèn. Điều này đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế tạo ra một nơi đặc biệt, nơi trẻ em có thể nhấn nút thang máy tùy thích. Và cũng tại Nhật Bản có một cửa hàng hết sức đặc biệt khi mà nơi này đặt một chiếc máy bán hàng tự động bay bán món snack côn trùng từ nhiều loài khác nhau như là châu chấu, dế, sâu tre hay là cào cào. Đây chính là chiếc máy bay bán hàng tự động được nhắc đến tại cửa hàng ở Gifu. Không bán những thứ thông thường như đồ ăn, nước uống, chiếc máy bán hàng tự động này bán những thứ đồ ăn từ côn trùng. Nhìn qua menu hiện trên máy cho thấy tại đây có bán dế sấy khô, bánh quy tẩm bột dế, cào cào tráng muối, nhộng tằm, sâu tre, châu chấu, dế hai đốm. Ngay sau khi chiếc máy bán hàng tự động có món côn trùng được lắp đặt tại cửa hàng của ông Nohira, nhiều người dân địa phương đã đến nếm thử món ăn. Một vị khách hàng đến nếm thử món ăn cho biết chúng rất giòn, có vị giống như là đuôi tôm chiên vậy. Khi bạn càng nhai kỹ, hương vị tỏa ra càng nhiều hơn. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, tràn lan rao bán kit test phát hiện Omicron. Tại Bình Dương, thanh niên mua ma túy để tổ chức mừng sinh nhật Bản. Chuyên mục Chuyện ngày mới, lan tỏa yêu thương từ chanh lá bồ đề. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc loại biến thể gì là vô nghĩa và không cần thiết, chỉ có ý nghĩa cho các nhà làm dịch tễ, nhà nghiên cứu và chính sách. Và xin được nhắc lại là người dân khi mà phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Omicron thì cách xử trí vẫn như bình thường, vẫn phải tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị thông thường, không có gì khác, tránh mất tiền oan vì hiện nay không có loại kit xét nghiệm thương mại nào cả. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và luật sư đề nghị cộng đồng xã hội ngừng chia sẻ hình ảnh thông tin trẻ em trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, tránh vi phạm pháp luật. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trên mạng xã hội những ngày gần đây, nhiều người đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi các em nhỏ tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Không dừng lại, nhiều tài khoản mạng xã hội còn lan truyền một bản giám định ADN khẳng định ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, ngụ Long An là cha của các bé. Theo bà Nga, những hành vi trên vi phạm khoảng 11 điều 6 luật trẻ em. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em. Bên cạnh đó, điều 21 luật trẻ em cũng nêu rõ. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bà Nga nhấn mạnh, đề nghị cộng đồng xã hội hãy giữ bí mật riêng tư cho trẻ em trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai. Vâng thưa quý vị, trong lúc này, những em nhỏ đó cần sự thông cảm, sự bao bọc, giúp đỡ của xã hội. Cộng đồng mạng cần dừng ngay việc chia sẻ hoặc nếu đã đăng tải thì gỡ bỏ tất cả các hình ảnh, thông tin về các em. Thông tin trên mạng có thể khiến cho các em bị kỳ thị khi lớn lên. Và sau đây sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Thanh Hiền, 24 tuổi, quê Hậu Giang và Hoàng Văn Dương, 30 tuổi, quê Phú Thọ để làm rõ hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 1, Hiền và Dương cùng nhóm bạn đến quán karaoke Thạch Đô, phường Thới Hòa để hát và sử dụng ma túy. Do Hiền đã sinh nhật Dương thì cả nhóm đồng ý. Tại đây, Hiền điện thoại cho Phúc chưa rõ lai lịch, hỏi mua 8,5 triệu đồng ma túy ketamin và 3 triệu đồng thuốc lắc rồi hẹn giao ma túy tại trước quán karaoke Thạch Đô. Sau khi mua được ma túy, Hiền lấy một phần ma túy ketamin và thuốc lắc bẻ thành nhiều mảnh để trên dĩa sứ cho Dương mời cả nhóm cùng sử dụng. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, do chưa sử dụng hết ma túy trên, nên Hiền rủ cả nhóm đổi địa điểm đến thuê nhà số 3, lô 130, đường D26S, khu dân cư Orchid City, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, với giá 4,5 triệu đồng để tiếp tục sử dụng ma túy.
Đến 9 giờ ngày 8 tháng 1, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà, phát hiện 17 đối tượng đang bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ trên dĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn ketamin của đối tượng chưa sử dụng hết, cùng nhiều tang vật có liên quan. Được biết, căn nhà các đối tượng thuê bên trong có dán xốp cách âm, chuẩn bị sẵn nước suối, máy lạnh, nhạc, đèn màu là nơi cho các đối tượng thuê làm điểm bay lắc sử dụng ma túy. Quý vị thân mến, từ những chiếc lá rụng rơi, một người phụ nữ ở An Giang đã tạo thành những bức tranh có hồn mang thông điệp yêu thương trong cuộc sống. Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo không những có giá trị trang trí mà còn chia sẻ triết lý về đạo Phật để con người có cuộc sống tốt hơn, lạc quan hơn. Lan tỏa yêu thương từ tranh lá Bồ Đề là nội dung ý nghĩa mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay xin được gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Câu chuyện sáng tạo của chị Mai Anh Phương bắt nguồn từ khi nhìn những chiếc lá có hình trái tim rụng rơi dưới ao sen trong một ngôi chùa. Vốn yêu thích đạo Phật, nhận thấy chiếc lá Bồ Đề tượng trưng tình thương ấm áp, dạt dào tình cảm và đem lại cho con người sự bình an may mắn, nên tư duy sáng tạo thể hiện qua lòng đam mê nghệ thuật. Sau thời gian dài, miệt mài, những bức tranh được chế tác đã hình thành vô cùng độc đáo, trong đó gắn với những thông điệp, phương châm triết lý trong cuộc sống. Đối với tôi thì tôi thích những cái câu thơ, câu văn hay nói về cái động lực để cho mọi người có thể có cái nhìn cũng như là cái suy nghĩ tích cực hơn đối với cuộc sống, giúp cho họ có cái ý chí vươn lên. Ví dụ như là câu mà tôi cảm thấy hay đó là không gì là không thể đối với người biết cố gắng, hoặc là câu là nếu muốn thì tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do, hoặc là câu sống để biết yêu thương nhau. Đó thì đại loại là tôi rất thích những cái câu nói đó để giúp bạn trẻ, không những là bạn trẻ mà kể cả những cái người lớn tuổi, họ cảm thấy là lạc quan hơn đối với cuộc sống. Để thổi hồn cho chiếc lá Bồ Đề, tạo ra một bức tranh hấp dẫn, người thợ như chị Phương phải trải qua nhiều công đoạn vất vả như thu nhặt lá tươi và khô, ngâm ủ, loại bỏ thịt lá để giữ lấy phần gân, sau đó đem phơi khô rồi xử lý màu lá. Khéo nhất là cách giữ nguyên dạng gân lá, không để rách. Đó cũng là bí quyết riêng để tạo ra sản phẩm thêm phần hấp dẫn, độc đáo. Bước vào giai đoạn chế tác, tùy ý tưởng mà định hình theo chủ đề để lựa chọn loại gân lá có kích thước hình dáng phù hợp. Từ đó, nguyên liệu lần lượt biến thành hình bông hoa, bánh xe hay chiếc quạt. Nổi bật hơn khi thêm chữ thư pháp hay một câu thơ có nghĩa. Mọi việc sáng tạo đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, tinh tế, từ sáng tác đến giai đoạn, sản phẩm hoàn thiện. Hiện phòng tranh của chị Phương có hai dòng tranh làm từ lá bồ đề khô và tranh làm từ lá bồ đề gân tươi, đáp ứng tùy theo sở thích của khách hàng. Với chất liệu hình như là hoàn toàn là tự nhiên và đem lại cái giá trị phong thủy cao cho ngôi nhà, nên em đã đặt những bức tranh về để trưng. Cái mong muốn của em muốn đem lại cái sự may mắn, và thứ hai là trang trí cho ngôi nhà có thêm phần sinh động. Về mặt tâm linh thì em thấy cái đó là khá là may mắn khi mình sở hữu được cái sản phẩm nó mang cái chất liệu tâm linh cao như vậy. Vấn đề thứ hai đó là em chọn cái tranh Bồ Đề vì nó mang tính chất nghệ thuật, cái không gian nó thoải mái hơn và năng lượng nhiều hơn là những cái bức tranh khác. Những cái thông điệp ở trên bức tranh thì em thấy được là nó mang một cái ý nghĩa nhân văn cao về cái đạo đức, lối sống của con người, mang lại giá trị tinh thần cho người sử dụng. Những thông điệp chia sẻ yêu thương trong cuộc sống còn lan tỏa khi các sản phẩm tranh lịch ra đời để trang trí trong ngôi nhà hoặc là khuôn viên văn phòng. Thành công bước đầu với những dòng tranh chất liệu mới lạ, hiện người phụ nữ tài hoa của đất An Giang còn ấp ủ dự án đào tạo nghề cho người nghèo, khuyết tật, với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với người yếu thế và luôn tâm nguyện tác phẩm lan tỏa triết lý đạo Phật, tình yêu cuộc sống.
Vâng thưa quý vị, qua những sản phẩm tranh lá bồ đề, chị Phương mong muốn mang những thông điệp tích cực về gia đình và cuộc sống. Đặc biệt là hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến nhận thức của người dân. Với dòng